Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 26 tháng 1 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin mỗi đại biểu được 4 cảnh sát cơ động kèm ông Nguyễn Phú Trọng tính gì ở đại hội. Theo thông tin chính thức là cả nước có 1.587 đại biểu tham dự đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, số cảnh sát cơ động được bố trí để đảm bảo an ninh cho đại hội này đông vượt trội, số lượng lên đến 6.000 công an với trang thiết bị súng ống và xe bọc thép rất lớn. Như vậy, tính trung bình, mỗi đại biểu dự đại hội có 4 cảnh sát cơ động kèm thêm. Lực lượng an ninh như thế là quá dày đặc, cho thấy trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam có gì đó rất bất bình. Theo thông tin đăng trên báo mấy ngày nay, thì nội quy tại đại hội đưa ra là giờ giải lao đại biểu không được tự ý bước ra khỏi khuôn viên dành cho đại hội. Không được ăn uống bên ngoài, khi đi phải được xe của đại hội đưa rước ở khách sạn được ủy ban của đại hội quy định v.v. và nhiều quy định rất nghiêm ngặt khác. Đó là những quy định mang tính kiểm soát chặt chẽ các đại biểu của ông Nguyễn Phú Trọng. Đây là hình ảnh công tác chuẩn bị đại hội 13 đã hoàn tất. Được biết, đây là kỳ bỏ phiếu cho Ủy viên Trung ương, bỏ phiếu cho Ủy viên Bộ Chính trị và bỏ phiếu cho Tứ trụ và Thường trực Ban Bí thư. Tất cả các chức danh này đã được định đoạt bởi Hội nghị Trung ương lần thứ 15 vừa kết thúc vào ngày 17 tháng 1 vừa qua. Tuy nhiên, người dân cả nước không hề được biết những người đại diện cho họ là những ai. Nếu không có cơ chế kiểm soát từng đại biểu thì dù họ bỏ phiếu sai lệch đường lối của Đảng thì đó làm sai lệch kết quả đã quy định, thì kế hoạch cho 5 năm tới của Nguyễn Phú Trọng có khả năng bị phá vỡ. Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam cũng luôn muốn kiểm soát tư tưởng và nguyện vọng của toàn dân là điều mà người dân Việt Nam không xa lạ gì. Tuy nhiên, việc giữ lên hàng rào an ninh dày đặc tới con số con ruồi bay cũng không lọt để kiểm soát tư tưởng, nguyện vọng của đại biểu là điều mà ít ai ngờ đến. Và nguyên tắc tập trung dân chủ đã được thể hiện như thế nào trong kỳ này? Nguyên tắc tập trung dân chủ được định nghĩa là một cách ngắn gọn là nguyên tắc tổ chức của Đảng Cộng sản, trong đó các thành viên tham gia thảo luận chính sách hoặc tham gia bầu cử nội bộ Đảng ở tất cả các cấp buộc phải tuân theo các quyết định của cấp trên ban xuống. Nguyên tắc tập trung dân chủ về bản chất của nó là phi dân chủ. Vấn đề quan trọng nhất của tập trung dân chủ đã buộc các đại biểu bỏ phiếu phải đúng quy hoạch của cấp trên. Mà muốn đúng quy hoạch thì tất nhiên phải dùng lực lượng cảnh sát giám sát chặt chẽ đại hội. Việc áp dụng biện pháp an ninh của ông Nguyễn Phú Trọng mang tính quân phiệt, không khác gì các nhà độc tài trên khắp nơi trên thế giới. Theo báo chí của Nhà nước Cộng sản Việt Nam, thì chiều ngày 24 tháng 1 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, các lực lượng phục vụ đã hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng cho ngày khai mạc của đại hội lần thứ 13. 6.000 cảnh sát cơ động đã được luyện tập một cách chuyên nghiệp, nhiều ngày trước đó đang sẵn sàng vào vị trí và bắt đầu thi hành nhiệm vụ. Mà trong đây có cả những trung đoàn cảnh sát cơ động của Hà Nội trước đây đã từng tấn công với 3.000 lính vào Lạc Đồng Tâm để giết đảng viên lão thành Lê Đình Kình. Đây là hình ảnh lực lượng cảnh sát bảo vệ hội nghị đã vào vị trí. Xung quanh khu vực khuôn viên Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, các nhân viên phục vụ trang trí hoa tạo thành các khẩu hiệu như đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển. Khẩu hiệu này cũng được kết bằng hoa phía trong hội trường tổ chức tại đại hội đã hoàn thành và sẵn sàng cho ngày khai mạc. Bên trong hội trường lớn, các nhân viên kỹ thuật lắp đặt màn hình lớn hai bên khu vực dành cho đoàn chủ tịch, lắp đặt bục để Ban chấp hành Trung ương của Đảng Cộng sản 13 ra mắt. Vào ngày 24 tháng 1, lực lượng an ninh đã điều nhiều chó nghiệp vụ tham gia kiểm tra, đảm bảo an ninh cho đại hội. Binh chủng hóa học, Bộ Quốc phòng huy động các phương tiện đối ứng nếu xảy ra sự cố trong thời gian diễn ra đại hội. Có lẽ họ cũng rất sợ đánh bom khủng bố hoặc có vũ khí hóa học tung vào đại hội này. Nói chung, lực lượng công an kết hợp với một số đơn vị bên quân đội được triển khai rầm rộ, làm cho người dân Hà Nội không khỏi choáng ngợp với những sự kiện đang diễn ra. Nó tạo ra cho người dân cảm giác là không thể đột nhập được vào khuôn viên của hội nghị và không thể nào tổ chức biểu tình trong những ngày này. Đồng thời, những người đại biểu bên cũng không thể thoát ra ngoài được và họ chẳng có cảm giác rằng chẳng khác gì người dân bên ngoài. Họ sẽ cảm giác bị kiểm soát rất chặt chẽ bằng những quy định và lực lượng công an đông đúc luôn vây xung quanh, vòng trong, vòng ngoài. Bố trí lực lượng bảo vệ, theo ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, công tác tổ chức phục vụ đại hội lần này có một số điểm mới và được bổ sung để phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19. Theo đó, toàn bộ các đại biểu tham dự đại hội và khách mời
được bố trí ăn, nghỉ theo đoàn, tập trung trong suốt quá trình diễn ra đại hội tại các khách sạn, nhà hàng gần trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình. Tuy nhiên, đấy chỉ là lời giải thích mang tính đánh lạc hướng của ban tuyên giáo. Ý đồ thực tế của lực lượng cảnh sát cơ động, lực lượng chống biểu tình, lực lượng chống bạo động và lực lượng chó nghiệp vụ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và các binh chủng hóa học vân vân là không phải để bảo vệ COVID. Số đông đại biểu được quy định không ăn nghỉ ở bên ngoài hoặc nhà riêng, trừ một số trường hợp có quy định riêng. Đại biểu tham dự các hoạt động của đại hội bằng xe ô tô chung do tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội bố trí, kể cả các ủy viên Trung ương Đảng. Thế mà họ bảo rằng bảo vệ chống COVID thì điều đó hết sức vô lý. Công tác chăm sóc sức khỏe đại biểu được tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội chỉ đạo xây dựng các phương án chi tiết cấp cứu hoặc phản ứng trong những tình huống khẩn cấp. Ngoài ra, trang thiết bị, máy móc, phương tiện kỹ thuật hỗ trợ việc kiểm phiếu, ánh sáng, âm thanh tại hội trường v.v. đều đã được đảm bảo hoạt động tốt theo ý của Đảng Cộng sản. Đây là hình ảnh công an sẵn sàng. Để chuẩn bị cho công tác bảo vệ đại hội, vào ngày 10 tháng 1, Bộ Công an đã tổ chức diễn tập các phương án bảo vệ đại hội 13. Cùng ngày, Bộ Y tế đã diễn tập đảm bảo y tế phục vụ cho đại hội. Đồng thời, Bộ Y tế đã lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 của các đại biểu tổ chức trục phục vụ và người liên quan tới hơn 10.000 mẫu kết quả âm tính lần 1. Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 2 tháng 2 tại Hà Nội. Trong đó, phiên chủ bị tổ chức vào ngày 25 tháng 1 và khai mạc chính thức vào ngày 26 tháng 1. Tổng số đại biểu tham dự là 1.587 người, đông nhất trong 13 kỳ đại hội của Đảng toàn quốc. Và tổng số người xét nghiệm được cho rằng 10.000 người, đây là con số khổng lồ và tiêu tốn ngân sách của nhà nước cũng như tiền thuế của dân rất lớn. Bảo vệ tầng tầng lớp lớp, nhưng thực ra tính mỗi đại biểu có 4 công an là tính trung bình, chứ không phải chỉ 4 công an mà ngoài ra còn có những cảnh sát mật vụ nằm chìm bên trong. Các đại biểu không phải là tội phạm nên họ được phép đi lại trong khuôn viên trung tâm hội nghị. Có 6.000 cảnh sát được chia làm nhiều lớp bảo vệ. Lớp ngoài cùng là trách nhiệm giám sát động tĩnh của người dân nhằm phản ứng nhanh để bảo vệ đại hội. Lớp giữa là có trách nhiệm ứng phó với lớp ngoài hoặc lớp trong khi lớp đó không đủ khả năng vãn hồi trật tự. Còn lớp trong là giám sát chặt chẽ các đại biểu đại hội, tránh tụ tập các đại biểu để thỏa thuận riêng nhằm thay đổi lá phiếu. Để bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn cho đại hội, lực lượng công an đã có những bước chuẩn bị khá kỹ lưỡng từ sớm, từ xa với hàng trăm kế hoạch, phương án bố trí lực lượng, tổ chức các biện pháp công tác chặt chẽ, nhiều vòng, nhiều lớp với mục tiêu cao nhất là đảm bảo tuyệt đối an ninh và an toàn cho đại hội Đảng. Theo tờ báo, VOV cho biết để bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn cho đại hội Đảng, lực lượng công an đã có những bước chuẩn bị rất kỹ lưỡng từ sớm, từ xa. Bố trí lực lượng, tổ chức các biện pháp công tác chặt chẽ, nhiều vòng, nhiều lớp với mục tiêu cao nhất là đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho đại hội. Đây là hình ảnh bảo vệ tầng tầng lớp lớp. Ông Trung tướng Phạm Quốc Cường, Tư lệnh Cảnh sát Cơ động Bộ Công an cho biết, để bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn cho đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, các lực lượng tham gia bảo vệ đại hội đã sẵn sàng trong mọi hoàn cảnh. Các lực lượng đặc biệt là công an và quân đội cũng sẵn sàng đập tan mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, bọn phản động và các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật để bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn cho đại hội của Đảng. Thực tế thì chẳng có thế lực thù địch nào từ bên ngoài mà có thể gây ra một vết sức nhẹ cho đại hội 13. Ông Nguyễn Phú Trọng dùng thế lực thù địch như là một cái cớ để tăng cường quân để ông kiểm soát đại hội và các đồng chí của ông mà thôi. Và công tác y tế cũng không kém phần tốn kém. Còn nhớ vào giữa tháng 5 năm 2019, khi ông Nguyễn Phú Trọng bất ngờ ngã bệnh tại tỉnh nhà ông Nguyễn Tân Dũng, Kiên Giang, thì lúc đó không có lực lượng y tế của Trung ương để cấp cứu cho ông mà dùng hệ thống y tế dân sự của tỉnh Kiên Giang. Điều này làm cho Ủy ban chăm sóc sức khỏe Trung ương không an tâm. Chính vì vậy mà ông Nguyễn Tiến Nhân mới điều trực thăng từ Sài Gòn xuống Kiên Giang ứng cứu và đưa ông Trọng về Chợ Giấy. Tuy nhiên, Chợ Giấy cũng là bệnh viện dân sự, Trung ương không an tâm. Thế là sau thời gian ngắn điều trị tại Chợ Giấy, Trung ương đã đưa ông Nguyễn Phú Trọng về bệnh viện quân y 108 để điều trị. Đây là hình ảnh ông Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long kiểm tra công tác phục vụ y tế tại đại hội. Đây là bài học rút kinh nghiệm cho Nguyễn Phú Trọng về công tác y tế riêng ông. Vì không chuẩn bị kỹ, ông suýt chết vì căn bệnh đột ngột ở Kiên Giang. Lần này, tổ chức tại Đại hội 13 cũng rất thuận tiện là diễn ra tại Hà Nội, nên công tác y tế
đặc biệt cho ông và các đại biểu tham dự cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Thực tế, công tác y tế lần này kỹ hơn những đại hội trước vì sức khỏe của Nguyễn Phú Trọng cũng không đảm bảo và ngoài ra cũng rất nhiều đại biểu tuổi đã khá cao. Nếu lần này mà công tác y tế chậm thì Nguyễn Phú Trọng khó mà gặp may mắn lần hai cách đây 20 tháng. Được biết, ông Nguyễn Phú Trọng là một người tham quyền cố vị, ông bất chấp sức khỏe để đảm bảo lại chiếc ghế quyền lực nhất Việt Nam. Nếu để công tác chuẩn bị về mặt y tế kém thì ông sẽ không có cơ hội chuộc được lỗi này. Và mọi quyết tâm của ông giữ chiếc ghế ở nhiệm kỳ thứ 3 cũng bay mất. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ 3 ngày 26 tháng 1 năm 2021 với bản tin Mỗi đại biểu được 4 cảnh sát cơ động kèm. Ông Nguyễn Phú Trọng tính gì ở đây? Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.